Rồi, chào các bác nhé. Hôm nay em test con máy điều hòa sáp này, công suất của nó là 36 nhé. Mình cứ ngoài đó cứ gọi là khoảng 16.000. Con này đời cao 2015 nhé. Mẫu này nó sẽ khác hơn so với cái mẫu camera trước. Con này được cả đôi luôn, nóng và lạnh đều mới hết. Do vận chuyển về thì nó xước một tí chỗ này thôi. Đó. Cái này thì cũng không ảnh hưởng gì bác nhé. Đây công suất của nó 8,9 ampe, lạnh nóng là 9.3. Sơn tính điện bác nhé. Còn rất là mới, còn bóng nhoáng luôn. Đây, ampe nó lên 8.7, 8.8. Lạnh của nó. Cái này thì nó có một miếng lớn ấy, nó có thể lật lên lật xuống thì nó tự động. Cái này là gió đảo 3D bên trong. Nó có giọng nói luôn. Cái khiển của nó là dòng khiển này. Đây này. Cái khiển này thì nó có cảm ứng nhá. Nếu bác để trong ánh sáng tối ấy, thì nó có màu, còn bác mang ra ngoài này thì nó sẽ không có màu đâu. Đấy, nó cảm biến. Và nó cảm ứng vào cái chỗ này. Nhiệt độ lên xuống, có cả hút ẩm nhé, có cả sưởi. Đây khiển zin của nó nhé. Đây. Đấy. Dòng cao cấp của hãng Sáp. Máy cho bác coi xung quanh nhé, nó rất đẹp nhé. Đấy. Giá cũng vừa phải thôi, khoảng 700 USD. Đấy. Rất là mới. Đấy, bác nhìn này. Chưa có vệ sinh đâu, chỉ cái này chỉ có thổi bụi sơ thôi, tại vì nó còn mới nguyên bản về như vậy. Cả dàn lưới của nó luôn. Đấy, cục nóng của cục lạnh con này được cả đôi luôn, mới keng luôn. Này xài ga G32 nhá. Tại vì đời 2015 thì nó xài G32 hết rồi. Máy thì mới. Khiển này cảm ứng đây bác nhé. Đó, nó cảm ứng nhá. Rất là hay. Khiển chỉ có con Sáp này nó mới có khiển cảm ứng ở trên đây thôi, còn bình thường đa số là bấm bằng phím hết. Nó hay cái là buổi tối là mình đang ngủ mình có thể nhấc điều khiển lên là nó sáng màu lên. Đây là mình đang ở ban ngày ấy, nên là nó sẽ không có ánh sáng nó nhiều nên là nó sẽ không có hỗ trợ mình cái màu sáng. Ban đêm này sẽ sáng. Máy thì rất đẹp nhé. Nói chung là cực đẹp luôn. Bãi như vậy quá mới, như hàng nước luôn. Rồi chào các bác nhé.